Giấy này rực rỡ nhỉ. Đấy, hoa. Hoa giấy cổ thụ. Bắt đầu từ cây xanh này. Cháu thích cây xanh này. Rất là khỏe. Xanh rất hay. Ok. Mới cắt cái ngọn. Đây là thế này. Đây, giao dịch này. Đây, phụ khế nha. Phụ khế này. Phụ khế. Hải Châu. Phu thê đúng hơn nhỉ. Phu thê. Đây có cái củ mắm đá này. Đợt tôi có quay một cái video mà hai cái củ mắm đá hai bên, một cụ ra đi rồi. Ra đi vào tay ông nào thì không nhớ, nhưng mà một cụ ra đi rồi, một cụ để bên kia kìa. Đấy, nhưng mà chú ra đi rồi. Thằng bé này thằng to là thằng 120, thằng 150. Là hả? Con tao mà. Là hả? Ta đến rồi lấy nhá. Này cứ quay đi, cô đến rồi lấy thì vẫn hàng luôn. Vâng. Con này con này đẹp lắm. Ra. Vâng, tí cháu vào nghỉ cháu quay. Rồi, hai ông là Hán mới xếp vào đây mà mới làm nhìn nó cũng chưa có nét. Vâng. Khu phần thăng này vẫn còn đây, lâu lâu vẫn thấy còn đây. Đây có con đề trắng này, đề trắng. Bà cứ quảng cáo con đề trắng này nhưng mình không thích, trông cũng được nhưng mà không phải gu của mình. Các bác nào thích thì gửi. La Hán. vào tận vườn này. Bà này cứ ra vào cây, nhưng mà có hôm có cây mới, có hôm thì những cây cũ thì vẫn thấy. Bố trí cứ dày chi chít này khó quay. Không nhé, lật từng cây của người ta ra để xoay nó không hay. Mình thì mình không mua mấy. Đấy, cụ bám đá này hay quá. Đấy, cụ bám đá này yêu được này.
vẫn còn bỏ không rồi. Vui sung nữa hay. Bà lại đi lấy hàng mất rồi. Đang định hỏi giá đi lấy hàng mất rồi. Có mấy cái phôi sung này đều có quả hết rồi. Kỳ quái đấy. Nói chung là thợ thì nên vào đây mà lấy, vì là về mình làm. Chứ mua cây đẹp tuyệt mỹ thì nó hơi ít. Cũng có mà hiếm. Mà cây đấy nó giá nó đắt. Mình ra chợ mình mua thì không cần thiết như thế không quá. Quế nhỏ nhỏ vệ rất khỏe. Dãy sung. Sung bắn quại. Xanh để làm ông văn nhân, đôi văn nhân cũng được. Mệt quá. Xanh ông cụ. Để trong này nó hơi lem nhem đấy các bác, nhưng mà nhặt ra ngoài thì nó ổn đấy. À, một đôi xanh mới lấy về đây. Một đôi đây, một đôi nữa. Đây. Có ông sung này cũng hay mà vứt nó thê thảm quá. Đấy, bác xem. Đấy. Đây. Ông rành rành này. Ông rành rành này. Được đấy. Cây này mà làm ra thì ngon đấy các bác. Nhìn này. Bệ nó kinh khủng. Có dáng thế tây tán rồi. Về dịp chơi thôi. Đây này. Đấy. Đây là ông sung này có một quả chín đỏ. Ông sung này thì cực kỳ quái này. Đây, bắt đầu đi ra. Đấy, ngoài cổng này.
kết thúc được cái thế này.